Kylian Mbappe, ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Không chỉ nổi tiếng với tài năng trên sân cỏ mà còn bởi sự giàu có đáng kinh ngạc ngoài đời thường, chàng cầu thủ người Pháp sở hữu một nguồn thu nhập ấn tượng từ việc đá bóng cho các câu lạc bộ. Ngoài sự nghiệp thi đấu, anh còn rất được săn đón trong ngành thời trang và giải trí. Chính vì vậy mà Mbappe trở thành biểu tượng của sự thành công với phong cách sống sang trọng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vậy thì có bao giờ mà bạn thắc mắc rằng Kylian Mbappe giàu cỡ nào không? Hãy cùng với Văn Tùng Discovery tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Và trước khi đi vào nội dung chính, anh em hãy tặng một like để ủng hộ đội ngũ sáng tạo của chúng mình nhé. Và cũng đừng quên ấn subscribe, bật chuông thông báo để các video của chúng mình được gửi tới ngay các bạn sau khi phát sóng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ cậu bé sống trong khu ổ chuột đến cầu thủ trẻ với sự nghiệp rực rỡ, Kylian Mbappe có tên đầy đủ là Kylian Mbappe Lostin, sinh năm 1998 tại Bondy, Pháp. Anh chàng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay. Mbappe sinh ra tại vùng ngoại ô cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 10 km về hướng Đông Bắc. Đây là một khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm và nghèo đói. Nhưng những khó khăn ấy không thể ngăn cản ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của Mbappe. Thần tượng vĩ đại nhất của anh ấy là Cristiano Ronaldo, một người mà anh ấy luôn lấy làm gương để mình học hỏi. Mbappe bắt đầu sự nghiệp bóng đá sau khi anh gia nhập câu lạc bộ AS Bondy do chính cha anh huấn luyện. Không bao lâu sau, cầu thủ Mbappe được tuyển thẳng vào lò đào tạo nổi tiếng của bóng đá Pháp Clairefontaine. Năm 18 tuổi, anh ấy đã rời Clairefontaine và gia nhập đội bóng trẻ Monaco. Kylian Mbappe là mẫu tiền đạo đa năng xuất sắc ở vị trí chạy cánh và tiền đạo. Kylian Mbappe có khả năng sút bóng tốt bằng cả hai chân, khả năng rê bóng tuyệt vời và điểm mạnh của anh ấy là bứt tốc và khoét vào trung lộ. Vì thế mà anh ấy bắt đầu thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ lớn. Năm 2017, Mbappe đã ký hợp đồng với Paris Saint-Germain, một vụ chuyển nhượng trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Điều này đã giúp anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai và cầu thủ tuổi thiếu niên đắt giá nhất. Một số kỷ lục mà Mbappe sở hữu có thể kể đến là cậu bé vàng 2017, vừa phá lưới FIFA World Cup 2022, cầu thủ xuất sắc nhất năm tại FIFA 2018-2019. Đến tháng 6 2024 vừa qua, anh chính thức gia nhập câu lạc bộ Real Madrid với mức lương 15 triệu euro một năm, tức là khoảng hơn 16 triệu đô la Mỹ một năm. Bên cạnh đó thì chân sút 26 tuổi cũng được kèm thêm điều khoản tiền thưởng là 148 triệu euro, hơn 160 triệu đô la Mỹ, phụ thuộc vào đóng góp của anh cho đội bóng. Những căn hộ có view triệu đô. Thật không hoa khi mà nói rằng Mbappe đang là người có tất cả mọi thứ trong tay, bởi vì bên cạnh sự nghiệp đáng mơ ước thì anh chàng còn sở hữu khối tài sản cực khủng. Một trong những cầu thủ trẻ được trả lương cao nhất hiện nay. Dĩ nhiên là Mbappe cũng rất biết cách tận hưởng số tiền đó. Anh chàng từng sống trong một căn hộ sang trọng nhìn thẳng ra tháp Eiffel nổi tiếng ở thủ đô Paris, Pháp. Căn hộ của anh ta nằm trên tầng cao nhất, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Và theo một số nguồn tin, để sống trong căn nhà penthouse có view xịn sò này, Mbappe đã phải trả cái giá là 40.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Ngoài ra, người ta cũng đồn đoán rằng Mbappe đã mua một bất động sản khác ở Neuilly-sur-Seine, một khu phố độc quyền chỉ dành cho những người nổi tiếng thường xuyên lưu tới. Trên trang cá nhân của mình, Mbappe đã chia sẻ những thông tin về nơi mà anh ấy đang ở. Nhìn vào những bức ảnh ấy, chúng ta có thể thấy rằng lối trang trí ngôi nhà dựa trên tông màu trung tính và kem với lớp hoàn thiện bằng gỗ cổ điển trông rất sang trọng. Nhiều người còn nghĩ rằng thậm chí có một bể bơi ngay trong đó để mọi người đến thăm nhà có thể thư giãn. Và như đã đưa tin trên các phương tiện truyền thông, chàng tiền đạo trẻ đã đầu tư gần 10 triệu đô la Mỹ để có thể sở hữu căn bất động sản này. Dàn siêu xe có giá trị không phải dạng vừa. Có thể bạn chưa biết, Mbappe tuy đã 26 tuổi nhưng lại chưa có bằng lái xe. Tuy nhiên điều này chẳng ảnh hưởng gì tới sở thích sưu tầm siêu xe của anh ấy. Người ta đã nhìn thấy anh ấy trên một chiếc Volkswagen T1, một chiếc xe với thiết kế hiện đại và những mẫu mã mới nhất có giá lên tới 40.000 đô la Mỹ. Anh ấy cũng đã đăng bức ảnh trên một chiếc Volkswagen iG 4.0 Cross. Đây là chiếc xe điện có thiết kế tương lai, được trang bị một loại pin cho phép nó chạy đi với tốc độ 310 dặm một giờ. Và tất nhiên là có giá không hề nhỏ khi mà lên tới 50.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó thì Mbappe cũng từng đăng tải một bức ảnh đang bước ra khỏi chiếc Audi A6 Avant, một chiếc xe wagon với thiết kế thể thao mà hiện đại có giá khoảng 60.000 đô la Mỹ. Ngoài ra anh ấy còn sở hữu một chiếc Mercedes thuộc mẫu GLE, một chiếc thuộc mẫu SUV vô cùng sang trọng và có khả năng mang lại nhiều tiện nghi và an toàn. Giá của chiếc xe này rơi vào khoảng 80.000 đô la Mỹ. Đắt hơn một chút, chúng ta sẽ phải kể đến chiếc xe đa năng Volkswagen, một chiếc xe lý tưởng khi mà Mbappe muốn di chuyển với nhiều ở sự thoải mái hơn. Chiếc xe có mức giá ước tính là khoảng 80.000 đô la Mỹ. Các fan hâm mộ cũng đã từng thấy chiếc Volkswagen Target, một chiếc SUV khác của thương hiệu Đức, thậm chí còn rộng hơn cả chiếc xe trước của anh ấy. Và để sở hữu chiếc xe ấy thì Mbappe cũng đã chi hơn 100.000 đô la Mỹ.
Một chiếc xe khác mà cầu thủ người Pháp sở hữu chính là chiếc Mercedes-Benz V-Class. Chiếc xe Mercedes sang trọng này có động cơ diesel với dung tích 2.143cc và 195T. Đây là một chiếc xe 7 chỗ và 4 xi lanh, có chiều dài 5.370mm, chiều rộng là 1.928mm và chiều dài cơ sở là 3.430mm. Chiếc xe này có khả năng cung cấp nhiều không gian và công thái học cho tất cả hành khách. Để tận hưởng không gian thoải mái này, Mbappé đã chi 150.000 USD để tậu nó về. Ngoài những chiếc xe kể trên, chàng cầu thủ 26 tuổi này còn sở hữu một chiếc BMW, một chiếc Audi và một chiếc Range Rover, nhưng mẫu mã của chúng không được tiết lộ. Xong, đắt đỏ nhất phải kể đến chiếc Ferrari SF90 bìa thẳng. Đây là một trong những chiếc xe nhanh nhất do Ferrari sản xuất. Chiếc xe được trang bị động cơ siêu V8 có khả năng tăng tốc từ 0 lên đến 6 dặm một giờ chỉ trong 25 giây và đạt được tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Chiếc xe đã tiêu tốn cho Mbappé khoảng 600.000 USD. Thú vui xa hoa không tưởng. Thật đúng là người giàu luôn biết cách khiến chúng ta kinh ngạc. Tuy còn trẻ nhưng mà Mbappé lại rất biết cách tiêu tiền. Lúc ký hợp đồng với Paris Saint-Germain, Mbappé đã phải yêu cầu có một chiếc máy bay riêng để sử dụng bất cứ khi nào anh ấy muốn. Nhưng thật tiếc là yêu cầu ấy đã bị từ chối, nhưng mà chẳng sao cả. Vì sau đó anh ấy cũng đã tự mình thuê một chiếc máy bay siêu hiện đại. Những chiếc máy bay mà chàng cầu thủ người Pháp này dùng cũng rất độc lạ. Chẳng hạn như máy bay ném bom Challenger 350 là một trong những chiếc máy bay được sử dụng nhiều nhất cho các chuyến bay doanh nghiệp trên thế giới. Nội thất của máy bay rất trang nhã và thoải mái, là một nơi lý tưởng để đáp ứng nhu cầu của Mbappé. Để tận hưởng tất cả sự sang trọng này, Mbappé đã phải trả khoảng 7.000 USD cho một giờ. Ngoài ra cũng để phục vụ Mbappé mà câu lạc bộ của anh đã đồng ý trả tiền thuê một đội ngũ nhân viên riêng, bao gồm tài xế riêng, vệ sĩ, trợ lý cá nhân luôn sẵn sàng phục vụ Mbappé. Một bữa chiêu đãi họ sẽ có giá gần 25.000 USD mỗi tháng. Mbappé nổi tiếng trung thành với thương hiệu Thụy Sĩ Haplet, với bộ sưu tập đồng hồ rất xịn sò và đắt đỏ. Người ta đã nhìn thấy anh đeo nhiều đồng hồ đắt tiền như Rolex có giá 13.500 USD, đồng hồ Haplet Big Bang Hồng có giá 20.900 USD, một chiếc Haplet Big Bang Unico Titan có giá 21.700 USD, Haplet Big Bang màu xanh có giá 24.000 USD, chiếc Haplet bằng vàng 18 carat 43.000 USD, Haplet Big Bang Unico Sapphire đỏ là 88.000 USD. Đắt đỏ nhất chính là chiếc đồng hồ cầu vồng Haplet trị giá 93.700 USD. Chàng cầu thủ có tấm lòng nhân ái. Không chỉ tài năng, Mbappé là một người còn có trái tim vô cùng nhân hậu. Khi không phải thi đấu, anh thường tổ chức các buổi quyên góp, từ thiện, giúp đỡ mọi người. Có lẽ vì xuất thân nghèo khó nên anh luôn đồng cảm với những người có số phận bất hạnh. Chàng tiền đạo trẻ này thích quyên góp rất hào phóng và bắt đầu thực hiện nó khi anh ấy mới 19 tuổi. Sau khi vô địch World Cup 2018, Mbappé quyết định quyên góp không ít hơn số tiền kiếm được cho tổ chức từ thiện. Theo một số nguồn tin, tiền đạo người Pháp được trả khoảng 23.300 USD cho mỗi trận và kiếm thêm 350.000 USD nếu giành chiến thắng trong cuộc thi. Tổng số tiền kiếm được là hơn 500.000 USD và toàn bộ số tiền đã được Mbappé quyên góp cho hiệp hội tổ chức các sự kiện thể thao cho trẻ khuyết tật. Ngay cả trong khi thời kỳ đại dịch, Mbappé vẫn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thậm chí anh còn thành lập một quỹ lấy cảm hứng từ KM, hứa hẹn sẽ giúp trẻ em thực hiện ước mơ của mình. Nguồn thu nhập ấn tượng từ các hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh việc nhận được một mức lương khổng lồ từ việc thi đấu thì Mbappé cũng có các nguồn thu nhập khác. Vì Mbappé được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới và là một trong những hứa hẹn lớn nhất của thế hệ bóng đá mới. Cầu thủ trẻ này đã trở thành người nổi tiếng được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Các nền tảng mạng xã hội của anh cũng đã được săn đón. Trên trang Facebook cá nhân, Mbappé có 17 triệu người theo dõi. Instagram thì nổi bật hơn với 120 triệu follow. Con số khủng giúp Mbappé vượt lên trên những cầu thủ nổi tiếng tại Pháp như là Karim Benzema hay là Antoine Griezmann, Paul Pogba, Zidane. Cũng nhờ vậy mà anh ấy kiếm được rất nhiều tiền bằng cách liên kết với các nhãn hàng quảng cáo. Những thương hiệu mà anh ấy hợp tác phải kể đến như là Oakley, Christian Dior, PlayStation và rất nhiều thương hiệu khác. Ngoài ra Mbappé cũng đang làm đại sứ cho nhãn hàng đồng hồ Thụy Sĩ xa xỉ Haplet. Ước tính Mbappé sẽ nhận được khoảng 1.500.000 đô mỗi năm. Khi được tài trợ bởi thể thao công ty hàng hóa Nike, có thông tin cho rằng hợp đồng của anh ấy có giá trị lên đến 5.000.000 USD mỗi năm. Tổng hợp các nguồn thu nhập có được từ quảng cáo, làm đại sứ Mbappé đã nhận được khoảng 15.000.000 USD mỗi năm. Nhìn vào những con số khủng này, chúng ta đều biết rằng Mbappé không phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương khi anh ấy tham gia đá bóng. Tuổi 26 với khối tài sản siêu khủng. Từ năm 23 tuổi, Mbappé đã có trong tay rất nhiều tài sản, cho phép anh ấy nghỉ hưu và sống cuộc sống thoải mái suốt quãng đời còn lại. Năm 17 tuổi, khi đang chơi cho Monaco, anh ấy đã có mức lương dao động khoảng 95.000 đô một tháng.
Mặc dù đây là một mức lương tuyệt vời đối với một cầu thủ trẻ như anh ấy, nhưng mà nó chẳng là gì so với số tiền anh ấy nhận được khi chuyển đến Paris Saint-Germain. Tiền lương của Mbappé đã tăng lên hàng chục lần, đưa anh ấy vào danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, chỉ xếp sau Neymar, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Theo một số nguồn tin, tiền đạo này nhận được tiền lương cộng với tiền thưởng hiệu suất lên tới 28.000 đô la Mỹ mỗi mùa. Nếu chúng ta cộng số tiền anh ấy đã nhận được dưới dạng tài trợ thì số tiền này còn vượt xa con số 40.000 đô la Mỹ mỗi năm. Và mọi thứ chỉ ra rằng thu nhập khổng lồ sẽ tăng thêm bởi theo các chuyên gia bóng đá, Mbappé đứng đầu bảng xếp hạng những cầu thủ giá trị nhất thế giới. Nó được ước tính khoảng 180 triệu euro, tức là khoảng 196 triệu đô la Mỹ. Và nếu anh ấy tiếp tục chơi tốt như hiện tại thì có thể anh ấy sẽ được định giá cao hơn nữa. Mặc dù không ai biết chính xác tài sản của anh ấy đáng giá bao nhiêu, nhưng không quá để nói rằng giá trị tài sản ròng của anh ấy có thể lên tới hàng trăm, hàng triệu đô. Vừa rồi là những thông tin tổng hợp về khối tài sản khủng mà Kylian Mbappé sở hữu mà Văn Tùng Discovery tổng hợp từ nhiều nguồn. Anh em nghĩ sao về sự giàu có, tài năng và nổi tiếng của chàng cầu thủ trẻ đến từ Pháp? Hãy để lại suy nghĩ ở dưới phần bình luận nhé. Và trước khi rời đi, cũng đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo Văn Tùng Discovery để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em còn muốn tìm hiểu về nhân vật nào tiếp theo, hãy comment xuống dưới video cho chúng mình được biết với nhé.